những chiếc xe vừa trải qua quãng đường xa, những chiếc xe đi dự sự kiện quan trọng, hoặc đôi khi bạn muốn chiếc xe sáng bóng để chụp một bộ ảnh kỷ niệm, bạn sẽ làm gì? Tìm nơi rửa xe ư? Chắc chắn là sẽ không kịp giờ. Đúng là nhiều khi không phải lúc nào mà mình cứ đi một đoạn, đi một chặng rồi mình cũng có thể mình dừng lại để mình rửa xe, hoặc là mình tìm được cái nơi rửa xe nó vừa ý. Và cái chai xịt này là trong cái lúc mọi người chờ đợi mọi người check in, chụp ảnh hay là làm gì đó, thì đổ xăng hay là mình có thể mình lấy cái chai xịt này ra là mình lau lại. Nhất là nhanh, thứ hai là sạch, và trong suốt cái quá trình đi thì nó không bám bụi kể cả trời nắng cũng như trời mưa. Xe nó bóng đẹp và lại được đảm bảo an toàn. Với chị em phụ nữ mình khi mà cầm lái, cái khả năng xử lý nó không thể nhanh được như các anh em. Tuy nhiên rằng với cái công nghệ này thì mình cảm thấy rất là an toàn và yên tâm trên suốt cái hành trình. Với công nghệ này, các tài xế có thể vệ sinh sạch sẽ mọi bề mặt trên chiếc xe của mình mà không cần dùng thêm vòi xịt nước cao áp. Những chiếc xe lại sẵn sàng cho những sự kiện quan trọng của bạn và gia đình. Với công nghệ nano dẻo, nó có tính chất là bao bọc và bôi trơn. Khi mình xịt lên trên bề mặt thì nó sẽ bao bọc lấy bụi bẩn. Và khi mình chỉ cần dùng khăn lau nhẹ đi là nó sẽ sạch được bụi bẩn, và đồng thời bề mặt vẫn được bảo vệ, chống bám bụi, chống bám nước và sẽ tăng được cái độ bóng của bề mặt. Bên cạnh việc giúp cho kính xe không bị bám nước, giúp cho người lái xe có tầm nhìn tốt và an toàn khi lái xe, thì công nghệ nano còn có thể giúp cho chúng ta rửa xe mà không cần nước. Nghe có vẻ khó tin nhỉ? Ngay bây giờ thì tôi sẽ thử để xem là có đúng như vậy không. Nhờ những lợi ích của mình, công nghệ nano hiện đã được nhiều xưởng chăm sóc xe sử dụng như một tiện ích tặng kèm cho khách hàng mỗi khi sử dụng dịch vụ rửa hoặc sửa chữa ô tô. Hiện tại thì xưởng của mình không đủ diện tích để mà làm cái máy rửa xe. Do vậy cái công nghệ nano dẻo này nó giúp cho mình khi mà chúng ta giao xe cho khách ấy, thì chúng ta xịt và lau toàn bộ kính cũng như là toàn bộ sơn ấy, để giúp cho chiếc xe nó sạch và cũng bóng hơn rất là nhiều. Và nó cũng không khác gì so với là chúng ta rửa xe thông thường ở bên ngoài. Và thậm chí là nó được phủ một lớp nano nên là nó chống bám bụi cũng như là chống bám nước, giúp xe bóng hơn, sạch hơn. Khi mà tôi áp dụng công nghệ phủ nano dẻo trong quy trình rửa xe ấy, thì sẽ giúp tạo hiệu ứng chống bám nước trên kính, đi trong mưa quan sát tốt hơn, lái xe an toàn hơn. Hai là giữ bóng sơn không những đẹp mà còn bị ít bẩn hơn, đỡ phải rửa xe thường xuyên. Công nghệ nano giúp tạo ra lớp phủ kỵ nước, hay còn gọi là lớp phủ super hydrophobic, trong suốt và có khả năng chống tia cực tím. Công nghệ này còn giúp kháng khuẩn trên các bề mặt, giúp nó trở nên vệ sinh và an toàn hơn. Lớp phủ bảo vệ còn có thể được sử dụng để chống thấm nước cho điện thoại di động, giúp ngăn chặn hiện tượng đóng băng trên thân máy bay, hoặc bảo vệ vỏ tàu thuyền không bị ăn mòn.